Đồ Quốc Cú Bùi Tuấn xin kính chào anh chị cùng toàn thể quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ đang là 5:30 chiều tối chủ nhật ngày 22 tháng 3 năm 2020. Thì hiện tại cửa hàng của chúng tôi rất vinh dự khi được đón tiếp anh Hà cùng bạn anh đến từ Lũng Kênh, Đức Giang, Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Thì Đức Giang, Hoài Đức cách cửa hàng của chúng tôi chừng 5 cây số thôi. Thì hôm nay thì hai anh đã mất chút thời gian là về tại cơ sở của chúng tôi để xem và ký duyệt đặt cọc tiền, xác nhận một chiếc sập ngũ phúc chất liệu bằng gỗ cụ tà Quảng Bình cũ tái, kích thước là 1m60 x 2m, bản VIP của cửa hàng Đố Quốc Bùi Tuấn. Thì bạn anh Hà thì năm ngoái cũng đã về cửa hàng của chúng tôi để mua một chiếc sập ngũ phúc như thế này. Thì hôm nay anh lại giới thiệu anh Hà đến cửa hàng của chúng tôi để tiếp tục là ủng hộ tin tưởng một chiếc sập ngũ phúc tương tự như chiếc năm ngoái. Thì nhân dịp đây cũng rất là chân thành cảm ơn anh Hà cùng bạn anh đã tin tưởng, một lần nữa tin tưởng để ủng hộ cửa hàng của chúng tôi một cái món sản phẩm siêu VIP như thế này. Thì quý vị nào mà có nhu cầu đến món đồ gỗ cũ và mới theo lối cổ truyền có thể vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua số điện thoại 0985 230 888. Địa chỉ của cửa hàng của chúng tôi ở số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Quý vị có thể về tại cơ sở để chiêm ngưỡng và thưởng ngoạn. Chúng tôi bán rất là nhiều những cái mẫu mã đồ gỗ nội thất cũ và mới theo lối cổ truyền. Thì đây là cái hình ảnh chi tiết nhất của chiếc sập ngũ phúc mà hôm nay anh Hà ở Lũng Kênh, Đức Giang, Hoài Đức đã ký và xác nhận. Quý vị có thể là tham khảo thêm. Thì quý vị xem video clip của chúng tôi thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang lên hàng ngày. Và sau đây thì tôi cũng xin phép được dừng cái video clip ở tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.